Chào mừng các em đã đến với www sửa máy 66. Bây giờ chúng ta hãy ngồi cách màn hình máy tính khoảng 1 mét, ngồi đúng tư thế và bắt đầu học bài. Bài 13. Lực ma sát Người ta thường nói đến lực ma sát như nói đến một lực cản trở chuyển động. Nếu chỉ có lực ma sát thì mọi trục của động cơ sẽ ngừng quay, mọi bánh xe sẽ ngừng lăn nhưng nếu không có lực ma sát thì ta không thể đi bộ hay đi xe được tại sao vậy việc nghiên cứu lực ma sát sẽ giúp ta nhận ra và giải thích được nhiều hiện tượng mà ta không ngờ là đã có lực ma sát tham gia thậm chí còn giữ vai trò chủ yếu một la mã lực ma sát trượt ở trung học cơ sở ta đã biết khi một vật chuyển động trượt trên một bề mặt thì bề mặt tác dụng lên vật tại chỗ tiếp xúc một lực ma sát trượt cản trở chuyển động của vật trên mặt đó. Một, độ lớn của lực ma sát trượt như thế nào? Thí nghiệm, móc lực kế vào một khúc gỗ hình hộp chữ nhật, đặt trên bàn rồi kéo theo phương ngang cho khúc gỗ chuyển động gần như thẳng đều. Hình 13.1 Khi ấy, lực kế chỉ độ lớn của ma sát trượt tác dụng vào vật. Ta làm như thế vài lần, mỗi lần ghi giá trị mà lực kế chỉ. Sau đó giá trị trung bình làm độ lớn của lực ma sát trượt. Câu hỏi: Độ lớn của lực ma sát trượt phụ thuộc vào những yếu tố nào trong các yếu tố sau đây? Thứ nhất, diện tích tiếp xúc của khúc gỗ với mặt bàn. Thứ hai, tốc độ của khúc gỗ. Thứ ba, áp lực lên mặt tiếp xúc. Thứ tư, bản chất và các điều kiện bề mặt như độ nhám, độ sạch, độ khô, vân vân của các mặt tiếp xúc. Em hãy thử nêu các phương án thí nghiệm để kiểm chứng trong đó chỉ thay đổi một yếu tố còn các yếu tố khác giữ nguyên. 2. Độ lớn của lực ma sát trượt phụ thuộc vào những yếu tố nào? Các thí nghiệm cho thấy độ lớn của lực ma sát trượt A. Không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật B. Tỷ lệ với độ lớn của áp lực C. Phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc 3. Hệ số ma sát trượt hệ số tỷ lệ giữa độ lớn của lực ma sát trượt và độ lớn của áp lực được gọi là hệ số ma sát trượt, ký hiệu là μt. Công thức μt bằng F/mst, tức là ma sát trượt chia cho n. Công thức 13.1. Hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc. Nó không có đơn vị và được dùng để tính độ lớn của lực ma sát trượt. 4. Công thức của lực ma sát trượt. F ma sát trượt bằng mu t nhân n lớn. Hai la mã. Lực ma sát lăn. Lực ma sát lăn xuất hiện khi một vật lăn trên mặt một vật khác để cản lại chuyển động lăn của vật. Thí nghiệm cho thấy lực ma sát lăn rất nhỏ so với lực ma sát trượt. Hỏi Búng cho hòn bi lăn trên mặt sàn nằm ngang. A. Tại sao hòn bi lăn chậm dần? B. Tại sao hòn bi lăn được một đoạn đường khá xa mới dừng lại? Trong trường hợp ma sát trượt có hại, cần phải giảm thì người ta dùng con lăn hay ổ bi đặt sen vào giữa hai mặt tiếp xúc. Hình 13.2 và 13.3 Ba la mã, lực ma sát nghỉ. 1. Thế nào là lực ma sát nghỉ? Ở thí nghiệm trên hình 13.1, nếu ta kéo lực kế với một lực nhỏ thì khúc gỗ chưa chuyển động, mặt bàn đã tác dụng vào khúc gỗ lực ma sát nghỉ cân bằng với lực kéo, làm khúc gỗ đứng yên. 2. Những đặc điểm của lực ma sát nghỉ. A. Lực ma sát nghỉ có hướng ngược với hướng của lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc, có độ lớn bằng độ lớn của lực tác dụng khi vật còn chưa chuyển động. B. Khi lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc lớn hơn một giá trị nào đó thì vật sẽ trượt. Điều đó chứng tỏ lực ma sát nghỉ có độ lớn cực đại bằng giá trị này. Thí nghiệm này còn chứng tỏ khi vật trượt, lực ma sát trượt nhỏ hơn lực ma sát nghỉ cực đại. 3. Vai trò của lực ma sát nghỉ. Nhờ có lực ma sát nghỉ ta mới cầm được các vật trên tay. Đinh mới được giữ lại ở tường. Sợi mới kết được thành vải cũng nhờ có lực ma sát nghỉ, mà dây roa chuyển động, băng truyền chuyển, chuyển được các vật từ nơi này đến nơi khác. Đối với người, động vật, xe cổ, lực ma sát nghỉ đóng vai trò lực phát động, làm cho các vật chuyển động được. Khi người đi, hình 13.4, bàn chân đạp vào mặt đất một lực ma sát nghỉ. Vector F phết, ma sát nghỉ, hướng về phía sau. Mặt đất đã tác dụng vào bàn chân một lực ma sát nghỉ, vector F hướng về phía trước, hình 13.4. Lực này đóng vai trò lực phát động làm cho người đi được. Ví dụ, một thùng gỗ có trọng lượng 240 N chuyển động thẳng đều trên sàn nhờ một lực đẩy nằm ngang có độ lớn 53 N. A. Tìm hệ số ma sát trượt giữa thùng gỗ và sàn nhà. B. Thùng gỗ lúc đầu đứng yên nếu ta đẩy nó bằng một lực 53 N theo phương ngang thì nó có chuyển động không? Phần giải. A. À, do sàn nhà nằm nghiêng nên N lớn bằng P lớn bằng 240 N. Vì thùng gỗ chuyển động thẳng đều nên F ma sát trượt bằng F bằng 53 N. Hệ số ma sát trượt mu T bằng F ma sát trượt chia cho n lớn bằng 53 trên 240 bằng 0,22. B. Không. Vì lực đã làm cho thùng gỗ chuyển động từ đứng yên lớn hơn lực giữ cho thùng gỗ chuyển động thẳng đều. Qua bài học này các em cần nắm vững. Thứ nhất, lực ma sát trượt. Xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật đang trượt trên một bề mặt. Có hướng ngược với hướng của vận tốc. Có độ lớn tỷ lệ với độ lớn của áp lực hệ số tỷ lệ giữa độ lớn của lực ma sát trượt và độ lớn của áp lực gọi là hệ số ma sát trượt hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc và được dùng để tính lực ma sát trượt công thức f mst bằng T nhân n thứ hai lực ma sát lăn xuất hiện ở chỗ tiếp xúc của vật với bề mặt mà vật lăn trên đó để cản trở chuyển động lăn rất nhỏ so với lực ma sát trượt thứ ba lực ma sát nghỉ xuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật với bề mặt để giữ cho vật đứng yên trên bề mặt đó khi vật bị một lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc có độ lớn cực đại lực ma sát nghỉ cực đại lớn hơn lực ma sát trượt câu hỏi và bài tập một nêu những đặc điểm của lực ma sát trượt hai hệ số ma sát trượt là gì nó phụ thuộc vào những yếu tố nào? Viết công thức của lực ma sát trượt. 3. Nêu những đặc điểm của lực ma sát trượt. 4. Trong các cách viết công thức của lực ma sát trượt dưới đây, cách viết nào đúng? A. Vector S, MST bằng, mu T, nhân N. B. F, MST bằng, mu T, nhân, vector N. C. Vector F. MST bằng mu nhân vector n d f MST bằng mu nhân n 5. quyển sách nằm yên trên mặt bàn nằm ngang có chịu lực ma sát nghỉ hay không 6. điều gì xảy ra đối với hệ số ma sát giữa hai mặt tiếp xúc nếu lực ép hai mặt đó tăng lên a tăng lên b giảm đi C. Không thay đổi D. Không biết được 7. Một vận động viên môn hốc cây, môn khúc côn cầu, dụng gậy, gạt quả bóng để truyền cho nó một tốc độ đầu 10 m trên giây. Hệ số ma sát trượt giữa quả bóng và mặt băng là 0,10. Lấy g bằng 9,8 m trên giây bình phương, hỏi quả bóng đi được một đoạn đường bằng bao nhiêu thì dừng lại. A. 39 m B 45 m. C 51 m. D 57 m. 8. Một tủ lạnh có trọng lượng 890 Newton, chuyển động thẳng đều trên sàn nhà. Hệ số ma sát trượt giữa tủ lạnh và sàn nhà là 0,51. Hỏi lực đẩy tủ lạnh theo phương ngang bằng bao nhiêu? Với lực đẩy tìm được có thể làm cho tủ lạnh chuyển động từ trạng thái nghỉ được không? Em có biết. Lái xe và ma sát người lái xe máy hình như coi việc làm xe chuyển bánh là một việc làm đơn giản chỉ cần bật khóa điện ấn nút khởi động cho động cơ hoạt động vào số rồi tăng ga là xong nhưng thử hỏi họ có biết những lực nào liên quan đến việc làm xe chuyển bánh không nguyên nhân làm cho xe chuyển động như sau khi động cơ hoạt động làm quay bánh xe phát động thì bánh xe này tác dụng vào mặt đường một lực hướng về phía sau mặt đường tác dụng vào bánh xe phát động một phản lực hướng về phía trước làm bánh xe chuyển động nếu không có ma sát giữa lốp xe và mặt đường thì các bánh xe không thể tác dụng lực vào mặt đường và do đó xe không chịu tác dụng của phản lực nên không chuyển động được như vậy việc gây ra gia tốc cho xe đòi hỏi phải có ma sát nước trên mặt đường làm giảm ma sát và do đó làm giảm khả năng của người lái xe kiểm soát tốc độ và hướng của xe vì thế khi gặp trời mưa, lái xe phải giảm tốc độ của xe. Lực cản của không khí cũng là một dạng của lực ma sát. Khi xe máy chuyển động thì không khí sẽ sinh ra một lực cản trở chuyển động của xe. Lực cản này có hướng ngược với hướng chuyển động của xe và có độ lớn tỷ lệ với tốc độ F tương đương với V. Nếu xe chạy nhanh thì lực cản của không khí sẽ lớn khi lực cản của không khí và lực ma sát giữa bánh xe và mặt đường cân bằng với lực phát động thì xe sẽ chuyển động đều cảm ơn đã xem mời bạn đăng ký để theo dõi các video tiếp theo